Hôm nay chúng ta thực hành bài tiếp theo là tính ớt bằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng chấm 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 cộng 2n trừ 1 với n được nhập từ bàn phím. Thì bài tập này là chủ yếu là chúng ta thực hiện cái vòng lập for. Thì đầu tiên ta khai báo ba cái thư viện cơ bản là stdio.h, goneo.h, iogym. Cái iogym này chúng ta chủ yếu là sử dụng cái cin và cl. Thì mình sẽ sử dụng cái std anh em bay để sử dụng cái cin và cl. Đầu tiên chúng ta khai báo biến s n y, chúng ta là cl ra nhập n. Đầu tiên là các em là cl ra nhập vào n bằng mình xin là đọc cái biến n. Rồi bây giờ ở đây đó là s của mình á là nó là 1 cộng 3 cộng 5, do đó là cái biến lập của mình là nó tăng lên 2n. Như vậy đầu tiên mình gán dẫn s bằng 0, sau đó mình thực hiện cái vòng lập for y chạy từ 1, tại vì mình cộng từ 1, y lúc này là nó nhỏ hơn bằng 2 nhân n trừ 1. Y cộng cộng là y tăng lên 1. Rồi để an toàn thì các em dòng for các em có đóng mở ngoặc nó lại để mình có phía trong cái dòng for. Lúc này mình gán s sẽ bằng là s cộng cho y, nhưng mà lúc này y nó không là cộng cộng nữa mà các em sẽ làm là y bằng y cộng 2, y bằng y cộng lên 2, mỗi bước lập nó tăng lên 2. Rồi cuối cùng mình xuất ra khao cao s bằng biến s. Rồi thầy chạy demo ha. Đầu tiên là mình cho n bằng 2 thì nó sẽ bằng là 1 cộng cho 3 là bằng 4. Rồi mình cho n bằng 3 thì nó sẽ bằng 1 cộng 3 cộng 5, 1 cộng 3 cộng 5 sẽ bằng 9. Ở trong bài này thì chủ yếu là chúng ta điều chỉnh cái dòng lập for. Cái bước lập for của mình lúc này là nó tăng lên là y bằng y cộng 2, tức là mỗi qua mỗi bước lập nó tăng lên 2. Chúng ta tiến hành thực hành bài tập.